À, chờ cháu đi chích ngừa nhá. Nào. Lên, đi lên, đi lên con lên xe. Lên xe con. Con lên. Ok. À đây có cái sổ đó. Có 21 ấy, nói là 21 lên tháng 21 tháng 10 không ạ? Rồi ngồi xuống coi. Ngồi xuống, ngồi xuống. Bây giờ xích ngừa 6 con và bằng nhạc. Dạ. Xích 190 của nhà 1 năm sau. Này đi xích 6 bệnh dại nha. Đâu. Ngồi đó, ngồi xuống. Ngồi xuống coi. Tay đây à? Tay ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi. Rồi, bắt tay. Rồi, bắt tay. Bắt tay. Bên này, bên này. Đó. Đó. Không, con này nó làm sao đâu. Ô, con này đẹp quá ha. Cụt, à, đuôi, à, cũng dài mà. Được thật cái. Được. Bên đó là bên này là giống gì ạ? Dạ. Giống này là giống gì ạ? Nó cỏ. Nó bự con ha. Mà dài quá. À nuôi được lâu chưa? Từ bữa dịch tính giờ. Làm 2 năm rồi. Con này mới có 3 tháng. Vậy hả? 3 tháng hả? Nó từ nhỏ đến 3 tháng hả? Mới có 3 tháng. Chó lai mà, lai lai. Nó này nó lai. Ba tháng là bụi chân. Ngày mấy năm rồi. 3 tháng rồi đó. Ngồi ngó. Đó, để kiểm nghiệm chó của bác sĩ Cường nhé. Không, không nhảy đâu. Không dỡ. Đó, có bạn đi cùng đi chích nha. Này là đi check 6 bệnh sắc là dịch ha. Dạ yeah, đúng rồi. 6 bệnh dịch. Ở dưới này có con chú nhỏ, con này chắc bệnh sao, chắc người ta gửi đây à. Ngồi xuống con, ngồi xuống cậu, ngồi xuống. Rồi, rồi. Chân nó bự ha. Mà đáng lắm. Nằm xuống. À, đó, nằm vậy ha. Nằm vậy ha. Trời, nó ngó.
nhát. 2 năm một con nhát hả? Dạ. Yeah. 2 năm. Cái này đâu cho đẻ đâu. À không được. Rồi đó. Cái này 1 năm sau chích ngừa nhắc lại nha. 1 năm sau ạ? 1 năm. Dạ. Yeah. Tuần sau đem sổ sán và lái, tôi sẽ có bổ cho nó thôi. Ủa trước là chưa sổ được sổ, chưa sổ à? 1 tháng sổ, sán và lái 1 lần. À. Nhưng mà là 5 ngày nữa là sổ lại rồi. Ừ, tháng sau bắt đầu mới lên đúng không? Còn lại thì... Để đi đâu ạ? À? Anh để lên chiếc xe hả? Anh đi hả? Kêu nó ngồi xe, nó ngồi đằng trước, cứ kêu, cứ gọi lên xe là nó nhảy lên à? Con mẹ nó cũng thế, cứ lên xe là nó nhảy lên, đi. Vậy là ở nhà nó cái mẹ đẻ ra nó luôn á hả? Mẹ nó là của lai hớt kỳ cơ, mẹ nó cũng lai cho cỏ. Mấy con đẻ là được mấy con? Đẻ 6 con, giữ lại con này nuôi. Để cho hết luôn rồi. Cho hết. Gặm nha, ra đây gặm dây điện. Con này có nó 3 tháng mà nó nhanh hơn mẹ nó. Mẹ nó trước 5, 6 tháng mới dậy được. Con này 3 tháng nó bảo là nhiều cái nó biết rồi. Em nắm hai lỗ tai đó. Ok ok. Lên xe, lên xe. Lên đi con. Rồi, có người im, ngồi im. Đi nhé, đi nhé. Ngồi, ngồi đi. Ngồi xuống đây. Rồi. Giờ chúng ta đi dọn đến rồi. Yeah. Let's go. Đúng. Đúng.
nữa. Đây Gấu xin tạm biệt mọi người nhé. Gấu sắp về tới nhà rồi. Xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người vào những video sau nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.